Về hữu ám hương lai, hành trình cải tạo quy trình công hòa thiền châu giã đầy nôi cuốn, nhưng cũng chứa nhiều khúc mắc khiến người xem phải suy ngẫm. Nhiều ý kiến tin rằng bộ phim cổ trang Về hữu ám hương lai không khai thác yếu tố trọng sinh. Mặc dù hiện tại vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn suy đoán này, nhưng quả thực, có khả năng nữ chính hoa thiền châu giã chỉ đang cổ vùng vẫy, viết lại kết cục với trong mộng cảnh. Phần thể hiện tính cách linh động của châu giã cộng với nhan sắc xinh đẹp tinh tế, tạo nên sự tương phản rõ rệt trước và sau giữa mềm yếu và mạnh mẽ giữa thông minh và bất lực từ đó người xem bị cuốn hút bởi thiết lập nhân vật nhập tâm và đồng cảm với tính cách của nữ chính hoa thiển có cả yq nợ eq cao nhưng do quá tập trung vào việc sửa sai nên không nhìn ra được tình cảm của trọng khê ngọ vương tinh việt càng không thể phát hiện hoa nhung châu trương giật kiệt đang yêu thầm mình giữa hai nam nhân này chắc chắn khán giả đều mong đợi hoa thiển sẽ về bên trọng khê ngọ nhưng đồng nghĩa hoa thiển và trọng hề ngọ sẽ phải đối mặt với trưởng ngại về quan niệm cũ khắt khe, trái buộc về thân phận. Tham gia với vai trò nam chính chủ chốt trong phim, nhưng Vương Tinh Việt vẫn chưa có nhiều cảnh tương tác đắt giá với châu giã. Ngược lại Trương Giật Kiệt thường xuyên được ở bên cạnh nữ chính, khiến người xem liên tưởng đến đồ sơn cảnh đặng vi trong trường tương tư. Trong một cuộc phỏng vấn về vị hiệu ám hương lai, khi châu Dã được hỏi nếu được lựa chọn, thực tế, trong ba người ai thích hợp làm chồng và bạn trai, Nữ Hoa đã trả lời, Hoa Nhung Châu thích hợp làm bạn trai còn Trọng Khê Ngọ thích hợp làm chồng. Hoa Nhung Châu luôn nghe lời Hoa Thiển, luôn bảo vệ và không bao giờ khiến Hoa Thiển tức giận, trong khi đó Trọng Khê Ngọ sẽ luôn tìm cách để bảo vệ Hoa Thiển, che chở cho cô và không từ bỏ cơ hội nào đến bên cạnh Hoa Thiển. Qua câu trả lời của nữ diễn viên, khán giả càng thêm chắc nịch về cái kết Hoa Thiển và Trọng Khê Ngọ sẽ happy ending. Trọng Khê Ngọ rất yêu Hoa Thiện từ sự thăm dò, quan tâm, đánh đổi gần như tất cả. Bất chấp Hoa Thiện có làm ra thế nào cũng chỉ để kéo gần khoảng cách giữa hai người khi xác định rõ Hoa Thiện không còn vương vấn trọng dạ lan. Diễn biến tiếp theo chắc chắn sẽ cho khán giả thấy được phần tình cảm của Trọng Khê Ngọ dành cho Hoa Thiện lớn tới mức độ nào. Tuyến tình cảm giữa nữ chính và các nam chính quá thực khiến người xem liên tưởng đến trường tương tư. Hai câu chuyện hóa hồng cùng nhiều bộ phim đi theo một típ một nữ nhiều nam như một trà nưu để theo đuổi. Thời điểm trước kia người xem vẫn thân bắt gặp một típ những cô gái vây quanh một nam nhân, còn bây giờ đổi lại nhiều chàng trai phải nòng nữ chính. Đáng nói rằng diễn viên của bộ phim không thuộc kiểu hình mẫu lý tưởng của đại đa số thị hậu khán giả hiện nay, đã là chưa cần quan tâm đến thiết lập nhân vật, mà trước mắt phải sở hữu nhân sắc nam thần. Ba nhân vật chính, Vương Tinh Việt vai trọng kê ngọ, bảnh sở Việt, vai trọng dã nan và trương giật kiệt vai hoa nhung châu, nhận về không ít gạch đá về ngoại hình tuy nhiên nhan sắc của ba nam diễn viên này không hẳn tệ đến mức như những lời lợi xét tiêu cực không đủ tạo ấn tượng tốt nhất có thể do vấn đề ở tạo hình chưa đủ phù hợp sở hữu nét điển trai chưa chắc có thể đảm đương mọi tạo hình nhân vật đối với phim cổ trang còn chịu ảnh hưởng bởi phong cách trang phục theo bối cảnh thời đại tầng lớp và cấp bậc mặc dù tạo hình chưa đạt đến chất lượng niên thành nhưng bù lại họ có khả năng diễn xuất tự nhiên đáp ứng được thiết lập tính cách nhân vật cũng như đủ sức để giữ chân khán giả Lần này Châu giã có thể ngẩng cao đầu để đón nhận cơn mưa lời khen từ đông đảo mọt phim. Nét đẹp đúng chuẩn mỹ nữ cổ trang, dù trong tạo hình phục sức xa hoa, lộng lẫy hay thậm chí chỉ trang điểm nhẹ tóc buông xõa tự nhiên, cũng đủ làm rung động trái tim khán giả. Đáng chú ý diễn xuất của cô nàng có vẻ sinh động hơn tác phẩm trước rất nhiều. Từ phong thái cử chỉ cho đến cách biểu đạt cảm xúc khi tương tác với bạn diễn trong các tình huống khác nhau, đều đạt đến mức độ có thể truyền tải tâm lý nhân vật đến cho người xem. Thông qua phần thể hiện của châu giã, mặt phim cảm nhận những thay đổi nội tâm, lẫn logic phản ứng trong hành vi của Hoa Thiên.